để em có điều làm gì đâu. Em mặc nhưng mà đỡ người được, đỡ người được. Ôi cho đỡ nha, anh đỡ. Sao sao lại sao? Nhanh lên, bắt thời gian nhanh lên. Lẽ sao lại sao? Má nhiều lắm anh ơi. Điểm nha, điểm. Từ 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 từ. Điểm như sao? Đừng có biết nha. Quay 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 quay. Trời ơi. Trời ơi cái đầu. Nghiêm. Ờ dặn đất rồi, dặn đất tính. Chạm đất là không tính. Mày mét lẹ, coi mét. Dạ dạ. Điểm. Điểm điểm điểm. Một cái dặn đất, một cái dặn đất. Ủa anh cái đầu mà. Dặn đất không tính. Đúng rồi. Hai quả rồi. Ok. Bộ. Yeah. Bộ mà cái chạm đất rồi. Hai chạm đất. Rồi, chắc một vàng rồi. Năm quả rồi. Năm quả rồi. Giơ chân lên. Giơ chân lên. Cái chân giơ lên không được tính nha. Cái chân giơ lên. Đi sao? Cái chân giơ lên. Đúng rồi, phải hỏng lên. Hỏng lên rồi. Thôi em nghĩ là mọi người đừng thảy nữa. Đừng thảy nữa, đừng thảy nữa. Không, không, không. Giang tay, giang tay không? 9 8 Đừng thảy nữa, Tuấn ơi. 6 5 4 3 3 2 Mệt giờ. Bảy trái trời. Sau 2 phút, các bạn ấy đã thành công với 7 trái bóng. Chúng ta chờ xem đội bên kia sẽ chiến thắng như thế nào. Và bây giờ 2 phút cho những người kinh nghiệm bắt đầu. Mỏi lắm nha. Mỏi lắm kìa, mỏi không? Còn, tôi biết mỏi mà. Nghe nó động không nổi rồi. Vô nè. Dừng lại, chết rồi, thua rồi. Từ từ nổi. Vô, má ơi, má ơi. Trời ơi, cái dân ra ngoài. Vô trái nào. Cái dân ra ngoài, ủi. Má ơi, từ từ má. Vô con. Lấy chị hất lên, vô là giữ lại. Vô con. Lấy chị hất lên, giữ lại. Từ từ, thời gian không thả lắm má, từ tí nữa má đánh. Ghiền ơi, cái gì vậy? Em không biết. Ghiền cười bóp quá à. Một đi. Vô. Vô. Ê. Ê. Tay. Xuống quá. Ê. Hay quá. Ủa, sao đứng ghi gần luôn vậy? Ôi, má không có quyền. Má có quyền chứ, cái chân này còn chả mất nè. Trời. Cái chân này còn chả. Cái chân này còn chả mất. Đi bỏ vô chân kìa. Đi bỏ vô chân. Đi bỏ vô chân. Đó, ngày không vậy thôi. Okay, ráng lên Phúc. 5 Trái nữa. Bộ trái nữa. Ghiền ơi, chị nghĩ là em làm được đâu. Chân lục ra sao bạch kìa. Đưa cái chân lùi ra sao bạch đi. Đưa chân lùi ra bên kia. Đừng giúp lấy con, đừng giúp lấy con. Đừng nhớ, đừng nhớ, đừng nhớ, đừng nhớ, đừng nhớ. Nhớ thiệt, nhớ thiệt, nhớ thiệt. Bộ trái nữa. Bộ trái nữa, trái nữa. Hết giờ. Hai đội đều bảy trái và hai đội đều phạm luật. Huê. Và bây giờ là câu hỏi phụ. Sau đây là câu hỏi phụ. Đội nào biết sau khi tôi nói câu bắt đầu thì giơ tay để giành quyền trả lời. Trả lời đúng, bước vào đại tiệc. Trong trường hợp đội đầu tiên trả lời không đúng, đội thứ hai có quyền trả lời. Nếu đúng, bước vào đại tiệc. Câu hỏi như sau. Trong thời gian mình mẹ đó cho cháu bú thì mình ăn những đồ ăn có nhiều tỏi.
đúng hay sai và vì sao? Bắt đầu. Diệu Nhi, em là sai. Vì sao? Tại vì cái mùi tỏi nó rất là nồng, khi mà ăn vô nó sẽ nó vô cái đường sữa luôn. Thì khi em bé bú là sẽ bị vô cái tỏi, nó bị hôi sữa, nó không có thơm, em bé nhiều khi bỏ bú. Mời bước vào đại tiệc. Anh không ngờ, anh không ngờ em chưa có con, mẹ hay quá vậy ơi. Tại sao em chưa có con? Đây ôm, đây ôm. Rồi, đây là đại tiệc đu đủ. Sống sao nổi. Anh giúp cái bánh đẻ này chú kia, nó sôi rồi. Bé. Cần không con, bẩn bẩn phụ. Khỏi. Wow. Rồi nó sôi á hả? Đã không? Trời ơi, nó sôi á. Nó nóng, nó tiếp xúc với lại cái inox á. Nó không có sự dằn dặt trong lương tâm đó. Chết rồi, làm sao sống nổi. Bây giờ mình dùng món đầu tiên đi. Dạ, dạ chính mình. Thầy. Em mở cái nắp ra giúp. Thôi được rồi em ơi, tụi anh có tay chân. Thịt bò sao cũng đủ. Ai thắng ai thua, ông này cũng ăn cái gì? Dạ dạ, bởi vì người ta gọi con là ông Hoàng Hạnh Phúc là vậy. Bởi vì em buồn Giang lắm á, nãy em Giang hất hủi tụi em lắm đó. Có gì đâu em ơi, thương mấy em lắm á. Cái công nhận á, cái công nhận là cái đủ á, nó quá ngọt đi. Đúng rồi, cái đủ thịt bò, quá. Thịt bò cũng lại rất ngọt. Xào lên tuyệt vời. Nhớ nha, đu đủ dành cho các bà mẹ mà trong thời gian cho con bú là không được ăn sống nha. Không được ăn sống. Phải nấu chín vì cái mũ nó không tốt. À. Phải nấu sạch chín. Rồi. Đừng con. Mình hồi nãy mình no rồi, con ngủ luôn. Mình no rồi. Sao sao? Mềm quá. Mềm á. Bò mềm đủ quá ngọt hả? Thật ngon. Thật ra mua trái đu đủ mình ăn cái gì dữ vậy? Trời ơi, đu đủ đầy. Phải ăn chung vậy nè. Cái da rớt rồi nhưng mà không sao, mình lửng lụm lên ăn được. Trời ơi. Cái chai miệng em cũng bự quá hả? Thật là rất là mềm, rất là ngọt. Đu đủ kèm thêm, vừa mềm mềm mà còn hơi sực sực chút xíu. Cắn thịt đang nó nhanh luôn. Uống nước trong cái phân miệng của mình. Thịt bò nó trộn nước của đu đủ á. Tức là con bò đi lạc vô vườn đu đủ hả? Dạ, được á. Sao nó diễn tả sao không muốn ăn luôn nữa. Chi, ngày thường mẹ đối xử với con như thế nào? Không tốt lắm đâu vậy. Dạ, cũng tốt. Bình thường. Giả mẹ nó bình thường. Nhớ nha, con nhớ nha, mày sẽ ghim. Sao thấy sao? Đu đủ nó ngọt rồi. Thịt bò sớ nó mềm. Nó cũng rất là ngọt. Đúng rồi. Tan cho miệng vậy. Con trai, ngon không? Dạ ngon. Đưa mẹ ăn thử đi, về có gì mẹ chế biến cho con. Đúng rồi. Mẹ chế biến, mẹ làm chung cho gia đình, hiểu chưa? Dạ thôi, khỏi mẹ. Dạ. Trong thời gian chúng ta ăn cái món đó thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Dạ đúng rồi. Cái món đỉnh điểm. Đỉnh điểm. Để chi, để lát nữa mình kịp mình ăn. À, có cái giá mốt chung nè, tự nhiên đưa cái muỗng vô riêng không vậy? Kỳ, người ta thắng người ta làm sao không được. Chết rồi, dư nhiều quá mình sợ ăn không hết quá à. Gói về. Đúng rồi. Em có được húp lẩu cùng không? Không được đâu em ơi. Rồi bây giờ chúng ta dùng món tiếp theo. Dạ đúng rồi. Chắc là mình đẩy qua đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là quá thơm luôn á. Cái này là cái gì vậy con, dỡ lên coi. Dạ cơm. Ồ cơm. Cái này mình nên dùng với chút xíu cơm. À vậy à. Bới cho. Đây anh bới cho. Dạ, cảm ơn chị. Vẫn không được ăn. Dạ. Đu đủ mà ho. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cá sạc đâu? Cá sạc bổi. Con nhìn là có thấy. Dạ, chú ngồi. Con cá gì thôi. Cá sạc bổi coi tiêu. Nhìn ngồi xuống đem mới quay bên đây mất hình chị bây giờ. Đâu có thèm ăn, mình coi không cái gì thôi. Không tin được luôn. Trời ơi, cái mùi nè. Phải trang một miếng nước nha mọi người. Trang miếng nước lên nè. Trang anh miếng. Cảm ơn em. Trời ơi, từng thớ thịt. Trời ơi, má ngửi được cái mùi thơm không? Nước rất là thanh.